Bây giờ mình bắt đầu một cuộc hành trình đến sự xuyên sọ dưới hông. Diệp Mai đến và đang tỏa ra một luồng ánh sáng. Và cái tia sáng laser này đó, nó sẽ hút mình lên trên dưới bay. Sẵn sàng, lên! Nào, cùng đĩa bay đến xứ sở tí hon. Đĩa bay đang từ từ hạ độ cao để đưa ta đến xứ sở tí hon. Mình cũng đông đóng coi xứ sở tí hon ra sao. Đĩa bay ơi, cho ta xuống đây đi. Rồi cứ từ từ cháu cũng nhờ. Xin bye bye đĩa bay. Xin chào xứ sở người tí hon. Ủa, cái người tí hon này cũng đâu khác mình mấy đâu. Họ cũng có phóng viên quay phim chụp ảnh mỗi khi có cái sự kiện lạ. Mình đâu phải là cái người nổi tiếng gì đâu, nhưng mà nhờ đến cái xứ sở tí hon này nè, thành thử ra họ thấy mình thấy là lạ, độc họ quay vậy đó. Mà qua đến đây chắc mình thành chùm quá, là người có 102 quá. Xin chào mấy anh phóng viên, mấy anh chụp hình định đưa tôi lên trang bìa hả mấy anh? Vui mừng quá, mình trở thành người nổi tiếng rồi. Mỗi lần ở chỗ này vắng tanh như cái tụi bà đanh ấy. Nhờ mình có mình đứng đây nên họ kéo đến gần gần dỗ dỗ. Thứ điều nó muốn sập cái khán đài này luôn đó. So với họ thì mình là người khổng lồ rồi. Mình người khổng lồ cũng khổ lòng đó. Đâu có dám đi nhiều đâu. Tàn đứng cái chỗ lạng quạng mà đạp nhanh người chứ họ là bỏ bu à. Mình thì thích giúp người chứ không làm nguy hại họ. Giờ mình lại mình giúp cái đám cháy nè. Đó, cái đám cháy đó đó. Nãy mình thổi một cái thôi đó, lửa bắt đầu nó từ từ tắt dần dần, thấy không? Đó, giờ mình chỉ với mình thổi đó, thổi gió đó, không gió mình không mà đó, thổi gió rồi lửa nó tắt, trời, nhà cửa bay trơn rồi, cây có xe cộ cũng bay luôn rồi. Ở cái vùng ngoại ô này cũng đang có quả quạng nè, cái người tí hon ở trong làng á họ cũng đồng lòng chạy ra đây đi dập lửa nè. À, không có sao đâu dân làng ơi, để tôi tính cho xem đây. Đó, thổi một cái thôi, nó lửa từ từ thôi, hơi gió của tôi thôi. Dân làng rồi, dân làng thấy tắt lửa, dân làng cũng mừng lên, chạy về rồi, chạy về làng rồi, mọi người chạy về làng. Chữa lửa xong nóng quá, ra biển tắm một cái cho nó mát rồi. Dân làng tí hon cũng ra tắm biển nè, sẵn tiện đó, họ ra đây họ cảm ơn mình cái vụ chữa lửa cho họ đó. Không có chi đâu dân làng tí hon ơi, cái chuyện chữa lửa, chuyện giúp người là cái chuyện nên làm mà. Mà phải công nhận tắm biển ở đây mát thiệt chứ. Biển còn hoang sơ, thành thử ra trong sạch đẹp. Mà có điều là tại mình là người khổng lồ cho nên là mình ra giữa biển mà đứng mấy cái tay dúng mình. Nhưng mà nói cho cùng á, mình có một buổi tắm biển rất là thú vị. Phố nè, còn đây là tàu điện ngầm, vừa chạy trên cao mà vừa chạy ngầm ở dưới đất, giống như là mốt cái số tiên Bến Thành của mình đó. Năm 2001 là khánh thành thì ý gan như nè. Thành phố của người tí hon đó cũng ồn ào đông đúc và náo nhiệt như ở xứ mình đó. Người và xe cộ cũng rần rộ rộ. Thôi mình lên đây đứng cho nó an toàn xa lộ đi, làm người khổng lồ cũng khổ lòng, đâu dám đi đâu, tàn đứng chỗ à, đi tới đi lui á sợ đập người đập xe khổ thiệt. Thôi vậy mình leo lên trên cao đây, mình ngồi trên cái tháp chắc ăn đi. Hơn nữa mà đứng hoài nó cũng mỏi chân, ngồi trên đây nó vừa khỏe mà vừa ngắm được cái view, nhìn thành phố đẹp đó. Ngồi ở thành phố phồn hoa náo nhiệt này á, mình lại mơ về một cái vùng ngoại ô yên bình thanh tịnh, và ước mong đó đã trở thành hiện thực rồi. Hiện giờ mình đang đứng ở một cái vùng ngoại ô yên bình thanh tịnh đó, thấy không? Chú nai vàng á thì đang ung dung gom cỏ, rồi bồ câu trắng từ trong túi mình cũng bay ra nè. Nó thấy chỗ này chỉ yên tĩnh, nó bay ra kiếm mồi. Thôi quay về đây con ơi, quay về đây, hãy vào túi ta, chú cho an toàn, rồi giúp ta mua thóc cho ăn. Đó, ngoan bay rồi. Chú nai ăn no giờ cũng tìm về tổ ấm, tìm về nhà, mình cũng vậy thôi. Mình tung cánh chim tìm về tổ ấm. Vậy bài có báo là đưa ta ở đâu thì đón ta ở đó.
Đĩa bay ơi, ta muốn về nhà. Vui mừng quá, đĩa bay đến đón ta về nhà nè. Đi thôi dĩa bay ơi, ở về nhà thôi. Đây là sự thật rồi chứ không phải là mơ. Mình đã trở về nhà an toàn, vui quá. Ngôi nhà hạnh phúc là đây. Mình đã trở về. Cảm ơn dĩa bay. Bây giờ dĩa bay hãy trở về cái hành trình của dĩa bay đi. Xin thank you dĩa bay. Lâu lắm rồi đó, mình đã trở về với mái nhà xưa, cái chiếc xe hơi và con ngựa già hay hí. Con ngựa răng hí mừng chủ nhân á. Ngựa ngoan ơi, ngựa ngoan ở đây đi, để ta lên xe hơi chạy ra ngoài sau nhà xem sao. Thôi ngựa ở đây nha ngựa, để chút ta cắt cỏ non về đó cho ăn. Ở đây chơi đi, ở đó mà hí hoài. Ông cậu ơi, ông nhớ cắt cỏ về cho con ăn nha, ngựa đói bụng lắm rồi. Ngựa già phá ăn cỏ non. Giờ mình ra ngoài cái sau nhà mình á, để mình coi cái du thuyền máy bay với lại cái chiếc cano mình coi làm sao. Nè, nó còn nằm chình đình ở đây nè. Trời ơi, còn nằm chình đình đóng ở chỗ này nè. Bộ lâu lắm ta không sử dụng máy bi. Chắc máy bi nằm chỗ bi buồn lắm hả. Này máy bay trực thăng, du thuyền, cano. Thông cảm cho ta đi. Sở dĩ ta không sử dụng là do thời tiết bây giờ đó, đã bước vào mùa đông giá rét rồi đó. Ngay chạy cái xe hơi này nè cũng chỉ đi vòng quanh quẩn trong nhà thôi. Chắc đem chiếc xe hơi này về cất trong gara thôi.